Cái này là kêu là chùa gì anh? Chùa Linh Ứng hả này? Chùa Linh Ứng hả? À. Đây, đẹp gì vậy? Quá trời tượng Phật rồi, quá cao luôn. Chùa Linh Ứng ở chùa này đó chị bé. Ờ, có tên đây nè, chùa Linh Ứng nè. Chùa Nguyễn Bá Thành á. Bãi Bụt Sơn Trà. Quá đẹp luôn. Bãi Bụt Sơn Trà. 18 vị La Hán ha. Con thiệu hai ông nữa. Treo nữa thiệu. Đúng rồi. Nào. Chùa Linh Ứng. Cái vô chung đi. Vô chung đi. Chùa Linh Ứng quá đẹp luôn. Con đi. Ồ, đang cần là quá đẹp, phải tới nơi mới thấy được cái đẹp. Coi phim chưa đủ